didn't even get to cross. Like, share and subscribe. Hello, xin chào người đến với vlog HBK gaming của mình. Hôm nay mình sẽ quay vlog ở thế giới ảo Play Together này mọi người ơi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về tính năng câu cá trong tựa game này ha. Thì mình sẽ nêu lên một số kinh nghiệm cũng như một số thủ thuật, phân biệt được cá nào là cá lớn, cá nào cá nhỏ, cũng như cách câu cá, kiếm tiền, và cũng như cách tìm kiếm những con cá khủng nhất, cá to nhất cho anh em. Đây thì mình chia sẻ một số kinh nghiệm cũng như thủ thuật mà mình tích lũy được từ mình chơi, và một số bạn khác chỉ mình ha. Đấy, về chế độ câu cá này giải trí rất là hay trong tựa game Play Together này. Thì để câu cá anh em phải có cần câu nha. Trước tiên phải có cần câu, và anh em phải hiểu về từng loại cần câu của nó. Đây thì anh em phải tới cửa hàng câu cá này. Thì cửa hàng này anh em vừa mua cần câu vừa mua bán cần câu tại đây luôn nha. Ôi lộn, bán cá tại đây nhầm. Anh em câu xong anh em bán ở đây. Này, thì mình mua cần câu nè anh em. Đây, anh em có thấy rất là nhiều, có 6 loại cần câu nha anh em. Này, anh em á, nếu bây giờ bắt đầu nè, anh em mà câu cá để kiếm tiền á, để cày kiếm tiền á, thì anh em nên mua cần câu gỗ này nè, cần câu đầu tiên nè nha, cần câu nhánh cây nè đó. Còn anh em câu bình thường á, thì sử dụng những cần câu này nha. Còn á, anh em mà muốn câu cá hiếm, đây trên đây nó có ghi hết anh em. Anh em muốn câu cá hiếm là anh em phải sử dụng cần câu chuyên nghiệp này với lá 15.000, nhưng mình không đủ tiền anh em ơi. Nè, đây có ghi là tăng cơ hội thành công 80% nè, tăng cơ hội nhận được cá quý hiếm giảm 40%, tăng cơ hội kiếm được những cá hiếm là 100% luôn. Đấy, hoặc là cần câu không chuyên cũng được, mà này mua bằng tiền nè, này, có thể anh em mua cũng được. Đó, được thì anh em nên mua cần câu này ha, tỷ lệ rất là cao. Tăng cơ hội kiếm những cá hiếm cũng 100%, cần câu này cũng rất ok nè. Đấy, mấy cần câu này thì cũng tạm thôi, anh em không có tiền thì mình mua mấy những cần câu này ha. Đấy, rất là ok phải không? Mình thì mình sẽ không có tiền nhiều nên mình sẽ mua cái cần câu này nha mọi người, cần câu không chiên. Đấy, mình sẽ đi sang cá quý hiếm. Đấy. Ok, thì anh em để cần câu thì anh em vô ba lô mình nè. Đó, mình có một cái cần câu bình thường đơn giản là bị hư rồi nè. Anh em đây mình sẽ sẵn đây, mình sẽ tiện anh em hướng dẫn anh em sửa cần câu luôn. Anh em sửa cần câu thì anh em vô ba lô anh em. Rồi nếu mà cần câu anh em bị đứt rồi, anh em thấy có nút sửa đây không, anh em bấm vô. Sửa hết tốn 500.000 luôn, mắc vãi đái. Đấy. Rồi, thì pin có cần câu rồi thì mình đi cần câu thôi. Thì mình sẽ giới thiệu cho anh em mà cách tìm biết những con cá hiếm, mà những con cá anh em muốn câu á, thì nó nằm tại đâu thì anh em phải mở điện thoại lên nha. Thời buổi 2.0 mà. Bây giờ là 11 giờ đêm rồi anh em ơi. Thời buổi 2.0 thì anh em mở điện thoại lên nha, anh em thấy bách khoa toàn thư nè. Đây nó hiện lên rất là nhiều loại bách khoa toàn thư của loại cá nha. Anh em muốn cá mập hay cá gì đó thì anh em bấm vô là nó sẽ hiện lên. Đây, đây là ở dưới như con cá heo này nè. Đây là cá heo 2.0 nè. Hiện tại do mình chưa gặp đó, nên nó không hiện tên, nhưng đây nó xuất hiện là nó đi thiền nè. Đây, khu vực xuất hiện nó đi thiền. Như cá này thì khu vực cắm trại ban ngày. Đó, mỗi con nó sẽ có hiện thời gian và vị trí mà anh em câu được. Như con cá mà vương miệng này nè, thì anh em câu ở khu cắm trại, thác nước hoặc ao cả ngày. Đấy. Đâu bây giờ nhiều cá mập nè anh em. Nè, khu vực là biển sâu cả ngày, biển sâu lại anh em phải qua ra ngồi biển sâu nha. Rồi để mình coi những con cá mà anh em hay đây, để cá mập nè. Nè, biển sâu, thuyền, hải đăng nè, anh em phải ra ngồi hải đăng hoặc là thuyền, mà thời gian là cả ngày luôn, yên tâm. Có một số con thì nó chỉ có ban đêm, như con này đã. Như con cá này này nằm ở biển sâu thì, nhưng mà chỉ có xuất hiện vào ban đêm thôi anh em. Đó, như giờ này nè, giờ này là 11 giờ đêm, ban đêm nè. Anh em phải canh theo điện thoại của game nha, chứ không phải là thời gian thực tế ở ngoài đâu. Anh em có thể thấy không? Đó, rất là nhiều. em muốn câu con cá nào. Bây giờ mình muốn câu một con cá heo đi, không cá mập nè, rất là nhiều loại cá nha anh em. Cá heo ha, anh em nhìn hình dáng của nó và đón thôi. Đây cá voi nè anh em, biển sâu cả ngày, biển sâu hải đăng cả ngày đó. Bây giờ mình muốn câu ra đó thì anh em phải có một cái cần câu xịn một tí. Nếu mà anh em mà muốn câu mà để kiếm tiền thôi, để mua kiếm tiền thì anh em nên sử dụng cần câu rẻ nhất, cần câu gỗ nha mọi người. Đây mình sẽ giới thiệu anh em vị trí. Đây là những vị trí đơn giản bình thường nè, đây là những chỗ mà để anh em cày tiền câu cá bình thường, để anh em cày tiền nè. Đấy, đây còn một số mà nó phải yêu cầu anh em là phải câu ra ngồi thiền thì anh em phải ra về thiền đây câu. Rồi một số cá nó kêu anh em phải ra ngồi thiền, nhưng mà ra ngồi thiền biển sâu là anh em phải ra những thiền ngoài kia đó, anh em phải bơi ra. Ôi, đợi mình đó. Rồi anh em nếu mà một số cá như con cá này nó kêu ra ngọn hải đăng nè, đây như cá này nó kêu ra ngọn hải đăng, cá mập kim nè, thì anh em phải ra ngọn hải đăng bên kia ha. Anh em cứ bơi ra thôi được hết nha, bơi ra rồi nhảy lên. Đấy thì em đúng là thực tế ghê, bơi dưới biển mà nhảy lên được đúng là hay, vô lý thực tế. Nhảy lên đấy, đủ đó, nhảy lên. Đây có một bạn này, có một bạn mình sẽ ra câu với bạn ấy. Đua nữ, ô sẵn cô gái luôn em ơi, chết bà rồi. Sao nhảy lên vậy, khó vậy. Đây mình sẽ chào bạn đó luôn. Anh em phải đứng lên thành anh em ơi, khó quá. Khó thế, em phải đứng lên thành. Anh em phải đứng lên thành nha. Đài đó, anh em phải đứng lên thành nè. Tức ghê. Đây ok, đưa ra. Làm quen nha, bạn nữ hay nam? Thì mình có thể biết nữ hoặc nam nha anh em. Rất là đơn giản, anh em vô bấm vô thông tin. Đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách phân biệt cá lớn cá nhỏ nha. Đây cái hình bóng này là cá dừa nha anh em. Anh em sử dụng nhìn vào cái bóng của nó, như là bóng của nó càng to thì anh em biết là cá càng hiếm càng to đó. Đó anh em chỉ việc bấm một phát là lên thôi. Đấy không, cá này cá dừa thôi không. Đây bây giờ anh em quăng xuống nè, cách phân biệt cá lớn cá nhỏ nè. Nếu mà anh em nào mà đi săn tiền á, để săn tiền câu cá kiếm tiền bán á, thì anh em cứ thích không quan tâm cái này, anh em thích cái cá nào câu lên để bán kiếm tiền thôi. Còn nếu mà anh em đi săn cá hiếm đồ á, anh em nhìn nè, nhìn những cái hình bóng như này là hình bóng này dừa thôi, hình bóng này là dừa thôi, nên anh em nên bỏ qua đi, đừng có câu tốn thời gian với lại đứt dây câu, lại anh em phải sửa tốn tiền nữa. Anh em đi săn cá lớn mà anh em chỉ lựa những cái bóng nào mà nó thực sự to thôi nè, như cái bóng nhỏ này nè thì anh em nên bỏ đi, vừa câu mất thời gian lại vừa bị đứt dây câu ha. Còn anh em nào mà câu để kiếm tiền thì anh em cứ câu thoải mái. Anh em nhớ nha, phân biệt bằng cái bóng của con cá. Bóng nó càng to thì cá nó càng hiếm càng to, vậy thôi. Này là cá, bóng này dừa thôi mọi người, bóng này là bóng dừa thôi, còn một cái bóng to hơn nữa. Rồi nè, rỉ trung bình tầm 3 đến 4 lần là nó sẽ ăn nha anh em. Cá càng to thì câu càng khó hơn. Rồi, anh em có thể khe nè, đâu có con cá khe nè, khe cho nó quê chơi nè. Liêu cá của mình thì câu cũng rất nhiều, mình có mấy con cá vương miệng cũng nổi tiếng, nhưng mà mình chưa có mấy con cá to ha. Đây ok, thì bên kia là ngọn hải đăng nữa kìa anh em. Anh em bơi càng xa thì tiền nó càng nhiều, rồi lòm nhầm cá nó càng quý hiếm to. Đấy anh em có thể lên ngọn hải đăng cũng được. Đấy, thì trong video tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho anh em những vị trí câu cá hợp lý lý tưởng cho anh em. Có một bạn gái nào rủ mình tới tiệc của nhà bạn à. Đây anh em có thể ra ngồi thiền đây nè, câu nè, anh em đáp ứng theo những con cá mà anh em muốn, hoặc là anh em ra ngồi hải đăng. Còn hải đăng thì rất là nhiều bạn câu luôn nè. Anh em có thể bơi ra tuốt ngồi kia cũng được anh em, ngồi những cái cục gạch về kia kìa, nhưng mà tốn thời gian lắm. Đây nè, có hai bé đang câu tâm sự ngồi đây nè. Ai, sẵn đây hôm bữa có một số bạn nhắn mình hỏi là tại sao mình câu cá lại bị đứng. Tại mà một số là như bạn này nè, bạn này câu cá mà ngủ luôn, what the fuck. Như bạn này đứng câu cá mà đứng nè anh em, không có ngồi nha. Thì còn mình á, còn mình câu cá là ngồi xuống nè. Bạn ấy ý là động tác của bạn, nhiều bạn thích là câu cá là phải ngồi á. Đấy, như mình là câu cá ngồi nè. Thì anh em vô chỉnh lại tư thế nha. Ví dụ anh em nào mà chỉnh nhân vật lùn á là nó không bao giờ câu cá mà nó ngồi hết á, lùn chân ngắn không có ngồi được anh em. Đây là con cá dừa thôi anh em, hình bóng nó không có to nhỏ. Ok, mình cứ câu kiếm tiền mà, câu kiếm tiền thôi. Đây, ví dụ như mình anh em chuyển qua hình bóng nè, chân ngắn, chuyển qua chân ngắn nha. Thì khi anh em câu cá, đây không, câu cá là không có ngồi nha, đứng nha. Đây này thấy không, chân ngắn là không có ngồi khi câu cá. Đó, thì đây thôi. Tại hôm bữa có một số bạn hỏi á, mình cũng sẵn giải đáp luôn. Đây, con cá này cũng vừa thôi anh em, không có to. Ồ, bữa giờ đó, nãy giờ đó nhiều bạn rượu mình tới tiệc của người đó chơi. Mình câu con này xong mình sẽ giới thiệu những vị trí địa điểm khác cho anh em biết ha. Rất là nhiều chỗ câu cá nha. Đây là những chỗ ngồi xa này là câu những con cá quý hiếm. Đồ con cá gương miệng cũng dữ á anh em. Đây là ngọn hải đăng nè. Một số con cá là yêu cầu câu ngay ngọn hải đăng nè anh em. Đó, anh em có thể nhảy lên cho đây nha. Đó, lên đây ngắm tâm sự mỏng với ai đấy. À, lên đây câu cá cũng được. Cao quá. Rồi thôi mình sẽ đi vô lại những vị trí địa điểm giới thiệu cho anh em. Thì đây là những vị trí mà hay xuất hiện những cá lớn nha anh em. Còn đây là những cá bình thường cho anh em nào cày tiền thôi. Rồi trường hợp thứ hai mà anh em không câu cá hiếm á, thì anh em chỉ muốn cày câu nhiều để cày tiền thôi, thì mình giới thiệu anh em một vị trí đây. Trứng của mình chưa nở nên chó nên không có bơi ra ngoài biển được anh em ơi. Anh em làm nở ra thì anh em bơi ra được ha. Ôi mình phải chỉnh lại chân dài thôi, chạy cho nhanh. Mình chỉnh xe đạp luôn. Đùi xe đạp thả tay luôn anh em, ghê chưa, vừa cầm cần câu vừa thả tay vừa đỉnh chưa. Ê, tung xe tăng tốc. Đây là anh sẽ giới thiệu em một cái vị trí câu để anh em cày tiền, câu cá để cày tiền. Đây. Đây là vị trí câu cá. Anh em thấy tấm bảng gì không? No fishing, cấm câu cá, nhưng mà mình vẫn phải câu cá. Có công an đứng đây mà mình chả sợ. Chà, khó vậy. Đây là chỗ vị trí để cày tiền. Mà cày tiền thì anh em nên sử dụng cần câu gỗ rẻ tiền hồi nãy mình giới thiệu nha. Còn những cần câu xịn mình đang sử dụng là để câu những cá hiếm thôi. Đây hình bóng rất là nhỏ thấy không? Tại trong đây đa số là hình cá nhỏ không anh em à, để cày tiền á, nên nó dễ ăn, dễ câu, rất là nhanh. Đấy, mình phải phe mới được, mình phải khe liêu thử có ai phe không. Liêu ai có cá như mình nào. Mình sẽ lấy con cua hoàng đế của mình ra. Cua hoàng đế của mình đâu rồi? Thôi khe đại con này đi. Ý, có ai đâu đường cá này không? Hôm bữa mình khe có thằng Nhiên kia khe ra cá mập mấy trăm mét anh em. Nó quê quá chạy luôn. Đu cá to này anh em. Cũng không to lắm. Rồi ok, một vị trí tiếp theo. Xong phải không? Mình sẽ giới thiệu anh em một vị trí câu cá tiếp theo là khu mua sắm. Ai tung xe thì biết nó tung mình luôn em ơi, láo thiệt chứ. Hôm nay di chuyển chậm hả ta, hôm bữa game di chuyển rồi rất là nhanh mà. Đây mình sẽ giới thiệu em một vị trí câu cá nữa. Đây là khu vô trung tâm mua sắm câu luôn. Dân chơi mà, thế giới ảo dân chơi mà anh em, quá dữ luôn. Đây, đây anh em vô đây câu cá ha. Đây là một vị trí thứ ba anh em. Và một số cá quý hiếm nó cũng nằm trong khu cắm trại. Đùa cá to, không cá này là dừa thôi nha mọi người. Một cái hình bóng nó to hơn nữa, to tầm gấp đôi hình bóng này nè, là cá to nha mọi người. Đấy, cá này chỉ là cá chung thôi. Đấy, mình khe thử mấy đứa này có ai khe lại mình không. Liêu tôi câu đường cách 25 xăng luôn đấy, tôi bay tuổi gì. Liêu liêu quê quá, không đứa nào nói chuyện luôn, nhụt nhụt. Đây đây thằng áo đỏ áo đen này, đủ áo đen này khi ra quê quá. Cá đã thương 30 xăng. Quê quá. Mua quá ghét rồi, lấy kiếm cá nào. Cá cu hòn đế nó cười mình kìa. Rồi có cá nào. Cá trơn vương miệng này con, gương miệng vàng luôn đó, tuổi. Chấp nhận. Đồ cá hồi đại dương 66 xăng. Địch sơn cá nó nhìn nhỏ hơn mà sao mình cá mình to hơn mà. Là nó 66 xăng mình 38 xăng à. Nó cười. Nó cười khóc. Giận khóc nằm xuống khóc luôn. Anh em có thể chỉnh cái câu tư thế quá tư phát nó chỉnh cá kìa. Thằng này câu cá mập luôn kìa anh em. Đấy. Ghê giờ. Nói game này rất là vui nha anh em. Anh em phê thôi, quê quá bỏ đi. Quê quá chạy. Rồi mình sẽ vô khu cắm trại cho anh em. Trại cũng có một số cá quý hiếm nha anh em. Anh em lên bách hóa bách khoa này, anh em lên bách khoa anh em thấy một số là anh em phải câu trong khu cắm trại á. Này rất là nhiều cá rồi, trời sáng luôn rồi. Rồi anh em khu cắm trại nha, khu cắm trại bên túi bên kia luôn. Lấy xe đạp đi cho nhanh cái rồi. Sẽ vô review khu cắm trại nữa là xong. Thì đã. Và anh em ai sẵn đây chưa. Và một địa điểm khu câu cá nữa là khu nhà ở của tụi mình ha. Khu nhà ở là anh em xuống dưới hầm tầng ga nè. Đi về khu nhà ở của mình đây. Đây là khu cắm trại nuôi câu cá nữa đây. Đó anh em có thể ngồi trên búp sen và câu cá nha. Rất là đỉnh cao. Khu nhà ở thì này hơi vắng anh em, khu nhà ở mà nên đa số là mọi người hay lên khu thành phố chơi, thị trấn chơi, chứ nhà phố thì lâu lâu dẫn gái về thôi, có người yêu dẫn gái về thôi. Rồi cá nhỏ xí à bò. Đấy, đây là những chỗ câu để anh em cày tiền thôi nha. Còn nếu mà anh em muốn câu cá hiếm thì anh em nên ra ngoài biển xa hoặc là khu cắm trại. Thì mình sẽ rồi đây là địa điểm câu cá cuối cùng nè. Ấy cha là khu cắm trại nha. Thì anh em nào mà biết chỗ nào địa điểm câu cá khác á, thì có thể giới thiệu mình ha, comment bên dưới. Cũng như nếu mà anh em có kinh nghiệm nào mà câu cá quý hiếm khác á, thì comment bên dưới ha. Chia sẻ anh em cùng nhau giao lưu, hoặc anh em có thể kết bạn với mình ha. Tối vô tâm sự chơi. Đấy, kiếm người yêu. Game này cô đơn kiếm người yêu rất là tốt nha anh em. Đây là khu cắm trại, anh em có thể câu đây, hoặc là anh em nên tới khu khát nước nè, khu khát nước câu nè sẽ vui hơn. Rất là đông người hay câu ở đây để mọi người tâm sự á. Này mình sẽ tới đây mình câu và giao lưu mấy bạn đây, gái rất là nhiều mọi người. Trời ơi một bạn gái nè. Đây cá đây cũng rất là xịn nha mọi người. Ok, thì đây là vị trí cuối cùng của mình biết ha, thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Thì mình cũng chia sẻ anh em kinh nghiệm thôi. Đây hình bóng cá này là nhỏ rồi, nhưng mà mình sẽ câu kiếm tiền thôi. Tối tối mình sẽ cố gắng mình ra ngoài biển xa mình câu cá hiếm anh em ha. Ok, thì mình sẽ kết thúc video này tại đây ha. Cảm ơn anh em đã xem video, cái like, chia sẻ video giúp mình, cũng như đăng ký kênh để xem những video mới tiếp theo. Yeah, mình sẽ đi khe cá đây, mình sẽ đi phá tụi này. Mình sẽ đi phá tụi này khỏi đứa nào câu được. Ok, bye bye anh em nha.